Một nam thanh niên 29 tuổi quê Quảng Bình được phát hiện chết dưới nền nhà trọ tại đường Bình Hòa 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2019. Bạn của anh Nguyễn Văn Thích đến phòng trọ của nạn nhân để rủ anh này đi uống cà phê. Khi tới phòng, người bạn phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới nền nhà, gọi nhưng nạn nhân không trả lời. Vào trong để kiểm tra, phát hiện anh Thích đã chết. Sự việc được thông báo cho chủ nhà trọ, đồng thời trình báo lên cơ quan địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc. Được biết, anh Thích thuê phòng trọ trên để đi làm công nhân. Thời gian gần đây, nạn nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.